Kính chào các bạn, thì như các bạn đã thấy thì ở đây chúng ta có những mẫu khuôn lồng trong như thế này đây. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã làm rất là nhiều cái khuôn chậu để gửi về tất cả các nơi từ miền Nam đến miền Bắc. Thì lúc đầu thì chúng tôi chỉ làm những cái bộ khuôn đắp tay. Thì sau này được mấy anh em trong nghề cũng như là khách hàng của tôi thì cho cái ý kiến là nên làm những cái loại khuôn lồng trong như thế này đây. Thì hôm nay chính thức là chúng tôi đã làm xong và tất cả những cái mẫu khuôn lồng trong, tất cả những cái mẫu lớn có, nhỏ có, thì các bạn có nhu cầu về khuôn lồng trong là mẫu nào thì chúng tôi sẽ làm về mẫu đó cho các bạn. Thì đảm bảo khuôn lồng trong, cái lồng trong của nó sẽ bằng lồng ngoài luôn các bạn. Chúng tôi làm rất là kỹ và thi công gia công của nó rất là dày. Thì khi các bạn đã làm thì đảm bảo cái độ bền của nó từ 3 năm trở lên. Đối với lồng trong thì ok, không có bị hư đâu. Lồng trong thì chúng tôi làm độ dày bằng cái lồng ngoài. Và ở trong thì chúng tôi có làm tất cả những cái loại sắt như thế này đây. Lồng trong thì làm như thế này để cho nó không có bị cong vênh. Đây là những cái mẫu khuôn giòn cũng như là lục giác. Các bạn xem, đã làm được tất cả các mẫu khuôn lồng trong. Và cái độ dày của nó chúng tôi thiết kế, đối với những loại nhỏ thì từ 3 cm, còn đối với những loại lớn thì từ 4 đến 5 cm trở lên. Đây là lục giác 1m2. Như bạn đã thấy ở đây là tất tần tật thì chúng ta đã làm xong. Và cái lô này đầu tiên chúng tôi sẽ gửi về cho những anh em khách hàng cũ của chúng tôi đã đặt trong thời gian qua. Còn những cái loại nào mà các bạn muốn đặt lồng trong thêm thì chúng tôi cũng thiết kế cho các bạn thêm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Có nhu cầu đặt hàng thì các bạn cứ liên hệ về số điện thoại là 0349619140, hoặc liên hệ về số Zalo đó, hoặc số điện thoại mới của cơ sở chúng tôi là 077 918 6623. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.